Nói cho tao nghe đi vài câu biết khi mà flow của tao đang còn say. Ok, khi mà camera man thì chắc chắn là đích rồi man. Mày cái tay mà anh tay mà vẫn ngồi chơi chắc là đích rồi man. Là khi mà tao đang chơi tụi mày đang nắp. Không cần nói thêm vài câu nữa mà khi mà tao đang kill beat. Nói với tao thêm vòng câu vì vòng câu nó chỉ là giới hạn. Khi mà tao vẫn còn đang freestyle và cùng cần xa cùng với bạn. Nói cho tao thêm đi vài câu vì đang chơi rơi và không nói về hướng khác. Khi mà tao vẫn còn chơi rơi đây mà rap ở Sài Gòn là mới rap. Nói với tao đi vài câu và khi mà bắt flow thì cái điều đó là điều bình thường. Đối với tao rap từ 2-3 năm hay là 4 năm như là điều tín ngưỡng mà tao biết chắc. Khi mà flow và phải gấp, không chỉ thì phải gấp. Không có áp lực máy quay khi mà tao đang nói anh em chuyện tới tay. Chuyện con biết cùng với K. Chưa con biết cùng anh em mà kêu đê biết. Baby, khi mà overnight nó cho hands up. Crazy Cypher, cho thêm một chai chili on my top. Quá nhiều cô ghen, đổ vào trong hồng lắp thêm được mốt phim. Lớp mày quán tao vì như bị sấm dạng chỉ chỗ quỷ nhỏ thằng chó mày đứng nghiêm. Tao đèn về, trong tiềm thức ai đưa tao lối về. Và cho tao biết là chó mẹ nó bảo tao khó về. Làm con chip, chuyển động nhanh, mắt của tao mở lên sao khó thế. Đầu óc tao nó vẫn đang rung chuyển vì thiền đáp xuống mở cửa đưa lối về. Tao quay qua, tao thấy tao trong tiềm thức hai triệu đang nói chuyện. Mày không thấy nhiều ánh sao nhìn tương tác khi mình ngồi đối diện. Ngoài thành phố nắng chói chang, ảo giác chó nó làm tao rối liền. Tao vực dậy uống hơi bia, lồ má nó tao nằm trên khối tiền. I will kill because I'm the boss. I'm okay. Will open your end like a boss. On the top chính là tao, là kẻ điên chưa cần người biên soạn. Chúa thì cùng với lại quỷ Satan nhắm tay feeling người ngồi nhảy điên loạn.